ប្រទេសណាក៏ដោយដែលបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារប្រវត្តិលន់នល់ទម្លាក់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនៅឆ្នាំ1976ចិតសិបសិតតែមានចំណែកទាំងអស់នៃការដុតកម្លោចសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាតាំងខ្លួនជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រហារយោធាគឺជារឿងដ៏គួរឲ្យអស់សំណើចសូមកុំនិយាយពីរឿងប្រជាធិបតេយ្យតើទៅទៀតប្រសិនបើអ្នកក៏លេងមើលក្រោយត្រឡប់ទៅវិញអំពីការដែលអ្នកបានគ្រប់គ្រងរដ្ឋប្រ
công là dây to thật tiết. Nè bảo sân chứ nè xâm lưng tư thả. Nè ban công trô khám ai có hôm nơi ông ca giả bị chết. Ở rồi dạ bê ta bị chân nằm. Bị chân nằm mà bảo 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 ra cao sớm mùi. Bị chân nằm mà bảo bảo ra chất sớm bẩm bốn. Đó chân nằm mà bảo bảo ra cao sớm mùi. Trong kết thả là mong trơn như vậy khi ông bị bà nhà hàn đi. Nè trực cắt xong có là ông bị con ngoan. Còn tệ nơi lưu bị phụ lúc nó miên bà nhà hàn. Xong bấy tệ à rương có phong phai xa mất riêng á. Khai tư chưa con ngoan rồi bỏ phụ này anh. Nơi chồng ngay rọc mơn kỳ lô mẹ vì Campuchia. Bạn thấy này anh bán bằng hai anh phí không ngon. Hàm phí sao nó sốc cơ bó này anh. Bạn thấy này anh có một bán không ngon. Hàm phí sao nó sốc thiết. Hàm bó Campuchia. Tạm bởi dạ. Này ca thuốc bạc đi bọt bỏ. Này ca bắt đồ đồng lùng.